Dạ, xin kính chào quý bà con cô bác trên kênh của Dung Dân Dung Vẻ. Hôm nay thì cũng là về tới Việt Nam rồi, và sau khi mà vừa mới đáp máy bay xuống thì là lập tức về lên xe và về quê đó. Thì cũng có một cái việc rất là gấp, đáng lý là đi theo team để đi Bến Tre để đi bán vé ngôi sao Việt Trường, nhưng mà do ở nhà là bữa giờ Dung đi Ấn Độ đó, thì ở nhà là giao cho tổng xây dựng, có nghĩa là tổng thầu. À, xây xong một cái căn nhà rất là to bự và đẹp đẽ, thì bữa nay là Dung về để làm tân gia, và tân gia thì đám cũng xong xuôi hết rồi, và mình là buộc là phải có mặt á, thành ra là Dung mới phải về đây. Thì nói chung cái nhà thì làm nó cũng đơn sơ lắm cả nhà. Đây giờ xin mời quý bà con cô bác nha, mình cùng đi nhà. Đây cả nhà thì vẫn nhớ nhà Dung đúng không ạ? Đây là cái khu này là hay để xe đó. Đây các cô chú anh chị rồi đấy, đây toàn bộ khách mời là hôm nay mời để đi tân gia nhà nha cả nhà đó. Rồi tất cả các anh chị cô chú gì đó là từ Đắk Lắk, Sài Gòn, Gia Lai gì đó là mời hết về đây, thậm chí là mời cả khách từ Pháp về luôn đó. Dạ rồi thì mình sẽ đi thẳng ra phía sau này. Đấy, cái chỗ này là bữa trước là cái đường đi, cả nhà thấy không, cái này là cái vườn bông của bà ngoại nè đó. Đó vườn bông bà ngoại ha. Đó thì ở bên này á là nhớ cái chuồng gà không cả nhà, cái chuồng gà đợt trước nuôi gà với nuôi bồ câu đó. Thì bây giờ là Dung làm thành cái nhà đây. Đây mời cả nhà mình vô nhà. Đây vô chút nha, rồi mang cái dép vô tạm đi đó. Thì cái này là cái mà vừa mới làm, vừa mới xây xong tức thì. Cái công trình này á, là làm hết 15 tỷ đó cả nhà thấy không. Vô một cái phòng đó, cái này là sắp chưa có đúng ý nha, nội thất này chưa có đúng ý, đáng lý cái tủ này phải dời vô đây, xong rồi cái giường mình sẽ đạo lại nhìn cho cái nhà nó rộng rãi đó. Nguyên cái view nhà nè, có nhà vệ sinh nè, ở trên này thì có cái gác đó, và đặc biệt nữa là đây thì có bộ bàn ghế, mình sẽ ngồi mình chiêu với lại khách khi mà mình có khách ở Sài Gòn về đó. Này thì cũng không có gì hết trơn á, do bữa trước có cái khoảng vườn thấy nó rộng rộng mà thấy gà nó ở nhiều quá, thành ra là mới nói thôi cho gà đằng sau cái ở, cái mình ở trên chỗ này mình làm thành cái nhà nhỏ nhỏ để mình có mỗi đợt mình về mình có chỗ mình chiêu. Đây rồi, đây cả nhà mình đi ra ngoài đây đó, cái view mắc tiền là mắc tiền 15 tỷ là ở cái view này nè cả nhà, chứ không phải cái nhà thì xây chưa tới 100 triệu đó. Thì cái chỗ này sẽ làm cái hồ, mai mốt sẽ đưa sen về đây để trồng ở dưới này, trồng sen trồng súng rồi cho nó bò lên đây, nhưng mà chỗ này chưa có nước nha. Đó rồi còn cái chuồng gà thì đã dời nó ra ngoài kia rồi nha cả nhà. Đó chuồng gà thì đưa ra ngoài kia rồi đó, rồi chó với gà là cho ra ngoài hết rồi. Phía sau này vườn cây của bà ngoại thì vẫn ở đây đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái khung cảnh buổi tiệc hôm nay, nói chung làm sương sương vậy thôi, để đặng mỗi lần về quê á, mình có chỗ mình vui chơi giải trí, mình có cái view đồ này kia đó. Mà khi mà làm nhà này á, là bà Thiêu nè, rồi Bình, cậu Bình nè, rồi thậm chí bà Nấm Bi rồi này kia là phản đối đùng đùng, có nghĩa là có mấy con gà thôi cũng chiếm chỗ của nó. Rồi bây giờ là làm cái nhà như vậy nó, rồi bây giờ thì phải về tân gia, rồi bây giờ sẽ qua cái bên cái tiệc tân gia nha cả nhà. Dạ và cả nhà vẫn nhớ đây là cái nhóm sức khỏe Hiền Mai bữa trước mà về tạo lập cho bà ngoại đúng không ạ? Thì bữa nay do nhà làm tân gia đó, Dung đãi tới 35 bàn, thành ra là Dung phải dẹp cái khu vực này để đón khách đồ hết đó. Thì đây thì có hai khách VIP từ Sài Gòn về. Dạ chị Vũ với chị Diệu, với bà con cô bác có coi trên kênh thì cũng thấy rồi, toàn bộ cái khung cảnh này thì bình thường sẽ là cái nhóm sức khỏe của ông bà ngoại. Mỗi tháng thì doanh thu bà ngoại kiếm chừng cỡ 1 tỷ ở cái nhóm này á cả nhà. Dạ tại em mới xây cái nhà hết 15 tỷ rồi, từ tiền của cái nhóm sức khỏe này không đó. Ủa sao con bé này đi đâu vô đây vậy? Ủa? Ủa? Đang... Ủa con tân gia mà con đi đâu vậy con? Tân gia mà sao có cô dâu vậy? Hả? Tân gia mà sao có cô dâu vậy? À, thì ý là em kết hợp. Ủa vậy hả? Kết hợp. Kết hợp hay vậy? À, thì con bé đó là nó nói là dì ơi, hay là làm tân gia lớn quá cho con ké vô làm đám cưới luôn. Thôi dạ, chúc mừng bé. Đó, dạ giới thiệu với bà con cô bác, bé vừa đi qua là con bé Khánh, là con dâu của Thiêu Thân Thiện nha cả nhà. À, mộng chè, hôm nay chính thức lên chức mộng chè. Đó. Mình bắt đầu chín chắn lại, mình bắt đầu ra dáng bà ngoại, bà nội. Bà nội, bà nội. À, bà nội. Nội rất là vinh dự được Dung Dân Dung Vẻ và tất cả các chị em đi về để dự tiệc đám cưới của con trai.
cảm ơn tất cả mọi người và xin chào mọi người, lâu quá rồi cũng không có gặp mọi người ha. Dạ, là bữa giờ là lo đi đám cưới cho ông trai á cả nhà. Dạ. Đó, còn sắp tới thì không biết là có ai cưới theo không thì không biết. Dạ. Đó, thì trong này thì nhà thì ông bà ngoại đang trang trí thành cái nhà để làm lễ gia tiên cho cháu Minh. Đó, thì đây nha, dẫn qua tiệc của Dung Nhân Dung Dẹ nha cả nhà. Nói chung mình làm sương sương thôi. Dạ, chào mợ. Dạ, mợ vô đi, mợ vô trong đi. Dạ. Đây là mợ của Dung Nhân Dung Dẹ. À, hay còn gọi là bà cố mẹ của cha Nam á, mẹ của cha. Dạ, thì đây là khung cảnh của bữa tiệc nha. Ôi trời ơi, đẹp hơn cô dâu luôn rồi. Đậu xanh đi đâu đây? Hả, à, đậu xanh đi đâu? Đeo này làm gì? À, cái quạt hả? À, rồi. Đây, à, hai con gái của Thiêu Thân Thiện nha cả nhà, bé Vi với lại bé Nhi. Đậu xanh là cháu ngoại. Dạ. Thì ở đây là toàn bộ cái buổi tiệc sáng nay nó sẽ sớm. Nó sẽ đang còn sớm thì chưa có khách tới là do vừa mới đón dâu về nha cả nhà. Xíu nữa thì chúng ta sẽ cùng đi vô ăn tiệc nha. Của hai cháu sáng nay các cháu đã được lãnh đến cái thôn phối và bây giờ quý khách đến để mừng vui chúc mừng cho hai cháu. Bây giờ đây gia đình cũng đã soạn bữa cơm thân mật chúc mừng hai cháu hạnh phúc trăm năm. Bây giờ đây xin mời tất cả quý vị tiếp ý cùng chúng tôi xin chúc chúc lành và thanh hóa của anh này và chúng ta vừa uống rượu vừa tâm sự nói chuyện. Xin kính chúc trời làm phép. Nhân lên cha và con và thánh thần amen. Lấy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện lên cha cả sáng, nương cha chỉ đến, y cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay nô thường hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con chúng ta kẻ con nợ chúng con. Xin chúa để chúng con sẽ trước cam dỗ nhưng khi chúng con cho khỏi sự amen. Nhân lên cha và con và thánh thần amen. Xin chúc mừng các quý khách nâng rượu nâng bia để chúng ta chúc mừng. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn mọi người rất là nhiều và cho phép chúng tôi nghe lời cho những người tại cánh cổng hoa xinh xắn đặt lên tấm biển mang hai chữ tân hôn. Ôi cho người chủ đề đang tay trong tay âu yếm lẫn những nụ cười rạng ngời hạnh phúc đang từ từ bước lên sân khấu để ra mắt tất cả chúng ta. Thưa quý vị, anh về quốc đất Đồng Công cho em trồng cây cây đầu một bên, mai kia trồng đầu lớn lên cô kia ra tay ta lên vợ chồng miếng đầu nâng nghĩa phu thê. Mẹ cha đã định em về với anh hết rồi, áo tím áo xanh bây giờ em đã có anh là chồng. Nhân vật thì chúng tôi đã hiện diện ở sân khấu, xin mời hai em chính tề này trang phục, mời chú đề ra bó hoa qua tay cô dâu, mời hai em nhìn về phía trước và cúi đầu cho tất cả quý vị khách quý, xin mời. Thưa quý vị, để cảm ơn tấm lòng chân thành của tất cả chúng ta nhìn về khách mời đã có mặt tại chương trình chúc phúc, cho phép ban tổ chức chúng tôi sẽ được trân trọng và kính mời lên sân lễ hai bên gia đình. Đầu tiên xin được phép mời bên gia đình nhà trai. Về phía tộc Nam xin mời ông Đặng Đức Đạo bà Bùi Thị Theo đến từ thôn 8 Nhân Cờ Đắk Lắk Đắk Nông là xuất thân cụ mẫu của chú đệ Đặng Hoàng Minh. Đại diện cho bên gia đình nhà trai chúng tôi mời ông Bùi Cao Phúc. Để tham gia với gia đình nhà gái về phía tộc nữ xin mời ông Nguyễn Văn Muốn và Trương Thị Bé Sáu đến từ Hòa Hảo, Hòa Khánh, Cái Bè, Tiền Giang là xuất thân phụ mẫu của cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Đại diện cho gia đình nhà gái chúng tôi mời ông Lê Lâm Vũ. Xin được một lần nữa trân trọng kính mời đại hai gia đình chúng ta tiến về đến sân khấu hôm nay, xin mời. Chúng tôi xin được mời hai vị đại diện về phía nhà trai, mời ông Bùi Cao Phúc, về phía nhà gái mời ông Lê Lâm Vũ. Xin mời hai ông đại diện lên sân khấu. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị đang khách quý thân mến, sự có mặt của chú đề và cô dâu là nhân vật chính trong buổi lễ tân hôn hôm nay. Nhưng quan trọng hơn là ban tổ chức đã mời lên sân lễ thân sinh phụ mẫu đại diện của hai gia đình đã có mặt ngay vị trí sau chúng ta. Thay mặt cho hai gia đình, thay lời cho chú đề Hoàng Minh và cô dâu Ngọc Khánh, đồng kết hợp với trung tâm tổ chức tiệc cưới thơ phường âm nhạc
nhạc Sô Mai, Mỹ Viện Âu Ngữ Thảo Tây xin tiếp tục công bố lễ tân hôn chính thức được phép bắt đầu. Kỷ niệm tặng cho gia đình đã bắn cao tỏa ra những ánh hào quang rạng rỡ như một ngàn vì sao lấp lánh tô điểm cho bầu trời hôm nay trên phần nghệ thuật lung linh. Và để cảm ơn tấm lòng chân thành này thì sau đây cho phép tôi xin được trân trọng kính mời về phía đại diện với gia đình nhà trai chúng tôi, ông Bùi Cao Phúc sẽ có đôi lời. Kính thưa các ông, các bà, các anh chị, cô bác cùng toàn thể khách quý trong buổi tiệc ngày hôm nay. Lời đầu tiên tôi xin gửi đến quý ông bà lời chúc sức khỏe và lời chào thân thiện nhất. Kính thưa các ông, các bà, trong thời gian các cháu đã đi làm ăn và tìm hiểu và đến nay đã đến tới ngày các cháu đã chín mùi về tình yêu và đã được thống nhất hai bên gia đình thống nhất và đã bàn bạc và cụ thể của hôm nay đã làm buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Thì xin chúc các ông, các bà, các cô bác, anh chị một lời chúc sức khỏe dồi dào và mời các ông, các bà dự bữa tiệc ngon miệng. Xin hết ạ. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị, toàn thể quý thân mến, vừa rồi thì có lẽ tất cả chúng ta thấy rằng đại diện bên gia đình nhà trai chúng tôi là ông Bùi Cao Phúc đã thay lời cho gia đình nhà trai đã có đôi lời chân thành gửi tới cho quý vị. Xin được cảm ơn sự lắng nghe và đặc biệt là những tràng vỗ tay vừa qua. Nhưng để cảm ơn tấm lòng của bên gia đình nhà trai, sau đây cho phép tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Lâm Vũ sẽ đại diện cho bên gia đình nhà gái sẽ có đôi lời gửi đến. Xin mời. Kính thưa ông bà nội ngoại, kính thưa cô dì chú bác, anh chị em bên họ nhà trai, đặc biệt cũng như là anh chị xui, hôm nay tôi đại diện cho nhà gái đến đây. Trước hết là tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã có một tấm lòng rất là tốt và rất là mến khách, rất là tụi tôi rất là vinh dự có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, rất là cảm ơn. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, là tôi xin chúc hai gia đình thông gia chúng ta sẽ được thắt chặt bền lâu, rất là bền lâu. Đó là cái tôi xin chúc. Cái thứ hai, cái thứ ba là chúc cho hai cháu, cô dâu và chú rể là sẽ trăm năm hạnh phúc. Đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba là tôi xin chúc tất cả các vị khách quý ngày hôm nay là có một buổi tiệc thật là ngon miệng. Chúc sức khỏe toàn bộ chúng ta ai cũng mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, một chí thì cũng một người, bên trai hàng hái nhưng mà bên gái cũng không kém gì. Đây là hai lời nói của hai vị đại diện. Thưa quý vị, người ta thường nói là vàng thôi thì ném bạc mười, đâu bằng lời nói của người cho ta. Thương con chỉ có cho lời để con làm vốn sẽ được tương lai. Xin được cảm ơn hai ông đại diện rất là nhiều và bây giờ xin được mời hai ông đại diện trở về vị trí giữa sân khấu. Một cái bắt tay thật là chặt, xin mời hai ông đại diện. Và sau đây thì xin chào hai ông đại diện trở về vị trí giữa sân khấu. Và mời quý vị, một lần tiếp theo từ bên trung tâm tiệc cưới thơ phường xin chào bạn hai em và cả cùng sân bay. Mời quý vị có thể trở về ban đầu để làm nghi thức.
của chúng thế. Tiếp tiếp theo xin được trao tặng cho mẹ trọng đại của cô nhau. Và đứng giữa hai gia đình, hai em quay lại nhìn nhau, quay lại cầm hai ly rượu này qua tay phải, đúng rồi, cầm tay này uống rượu ra môi, hai tay còn lại ôm em nhau nào. Hai bên gia đình kết chặt tình xuôi gia, xin mời hai mẹ hai bố chúng ta cùng ly. Xin mời hai mẹ hai bố cùng ly. Anh ra đây nhé. Rồi anh chị. Rồi xin mời. Rồi đại gia đình chúng ta cùng ly ạ. Xin được mời bạn hai họ, mời tất cả quý vị nâng ly. Mời các bạn nam thanh nữ tú, mời toàn thể tất cả quý vị nâng ly. Chúng ta nâng ly cùng với gia đình. Xin mời nào. 1 2 3. 2 3. 2 3. Vâng, và thưa quý vị, những tiếng hô thật là lớn của toàn thể tất cả quý vị đang khách quý để chúc mừng cho ngày hạnh phúc của chủ đề và cô dâu, cũng như chúc mừng cho hai gia đình từ đây sẽ bắt tay nhau đi đến chỗ xuôi gia và cùng đoàn kết tiếp tục cuộc sống của chú đệ và cô dâu ngày càng phát triển đi lên thêm nhịp sống mới. Sau đây xin được trân trọng kính chào bố mẹ chú đệ, bố mẹ cô dâu một cái bắt tay thật là chặt để kết chặt tình xuôi gia hôm nay. Xin mời hai mẹ hai bố. Dạ rồi, xin được trả đại gia đình trở về vị trí bằng danh dự. Xin mời hai gia đình trở về vị trí bằng danh dự. Còn cô dâu chú đệ hai em vẫn lại đi sân lễ đi làm nghi thức tiếp theo, nghi thức cắt bánh. Xin mời. Thưa quý vị, bánh này bánh nghĩa bánh tình, bánh này son sát giữa mình với ta, bánh này xin được cắt ra để cho chung thủy giữa ta với mình. Nghi thức cắt bánh là nghi thức cuối cùng trong chương trình lễ tân hôn, và ngày lúc này đây thì xin được mời chú rể tặng vào bánh của mình.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin chúc hai cháu là trăm năm hạnh phúc, lúc nào mình cũng chứng bỏ lòng người, nhẫn nhịn để yêu thương nhau đến cuối cuộc đời. Dạ hôm nay thì hát không được thì chúng ta sẽ hát. Em xin mời tất cả vũ đoàn của Đắk Nông, của Sài Gòn, của Gia Lai, nói chung là ai nhảy được thì mình lên hết đây giùm em ạ. À, cho bài anh number one remix giùm em ạ. À, dạ xin mời, em xin mời tất cả mọi người ạ. À, thêm mic ạ. À, anh number one.
tuyệt vời và vui với những tình khúc mang cái điều sôi động. Xin được cảm ơn tất cả các chị và vũ đoàn hôm nay rất là nhiều thưa quý vị. Ý là xuống á hả? Xuống xuống đi. À là xuống hả? Xuống. Dạ, lỡ đó MC ơi. Mời Minh ở lại là cô Kim Anh, một người bạn của hệ chú rể về từ Pháp. À vâng, và thưa quý vị, thôi thì quay trở lại chương trình, mời chị Kim Anh đến từ Pháp. À rồi, chúng ta dành tặng cho cô Kim Anh một tràng vỗ tay quý vị. Xin cảm ơn. Cảm ơn cô Kim Anh, một Việt kiều đến từ Pháp được gửi đến tất cả chúng ta qua ca khúc cửa rồi. Chúng ta dành tặng cho cô Kim Anh một tràng vỗ tay quý vị. Dạ, ba sơ bộ thì đám cưới ông quên là như vậy nha cả nhà. Vui con anh em vui vui lắm, vui lắm, vui lắm mà muốn ở lại mà thôi phải đi về đặt phòng bên trên rồi đó rồi. Vậy ở lại đi, ở lại với thầy ba để khi khác đi, để khi khác đi cô. Khi khác cô ra chơi. Cô Kim Anh nói là dẫn về quê đi ăn đám cưới luôn. Đợt nào mà có đám cưới hay gì nó còn gọi là từ Pháp về nha. Rồi rồi nha. Rồi. Ok. Ủa đại diện nhà khoa chưa lên hát hả? Đã chưa. Ok rồi. Nói chung là đám cưới ở quê thì như vậy nha, nhà rất là vui. Thôi xin phép kết clip để đoàn bây giờ thì sẽ đi về Sài Gòn. Cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Dạ.
cô dâu hơn cả phút sinh nhật.